bị giãn tim mạch hơn 20 năm nay rồi. Cô ấy thấy những cái hiện tượng nó tăng lên là như là chuột rút về ban đêm này, rồi những cái ngón 10 đầu ngón chân của cô là nó cứ bị tê bì hết cả lên. Thế mà đến khi mà nó đau quá rồi ấy, thì cô phải nghỉ dạy, nó không đứng được lớp nữa cơ. Rất nhiều giáo viên đến Ohio đến mà điều trị về tình trạng này của cô đấy. Đấy, vì nghề giáo viên vì mình đứng nhiều nên là hay bị suy giãn tĩnh mạch. Vâng, đến đây thì bạn giáo sẽ sử dụng phương pháp đấy là Vincare Therapy để mà điều trị cả tình trạng giãn mau mạch cũng như là giãn tĩnh mạch của mình. Đấy, thì đối với phương pháp này là phương pháp gồm 4 bước chuẩn y khoa, hoàn toàn không xâm lấn cô nhé. Đấy, không phải nghỉ dưỡng gì mà hiệu quả điều trị lên đến 95% mà không bị tái phát nhé. Bảo hành cho cô chọn đời đấy nhá. Bây giờ cái chân của cô ấy là không còn hiện tượng đau mỏi, tê nhức gì nữa cả, hay là nóng rát bên trong. Đêm đến thì không còn cái hiện tượng chuột rút nữa. Xin cảm ơn phòng khám Ohio rất là nhiều. Còn 3 giờ đăng ký với bác sĩ tim mạch bệnh viện Trung ương, để lại số điện thoại tầm soát tĩnh mạch ngay.